Chào chị, em là Hoa. Em muốn nói đến một vấn đề quan trọng khác nữa. Đây là một chủ đề ít khi được nói đến, vì chúng ta thường cảm thấy ngại ngùng khi nói về nó. Đó là quấy rối tình dục tại nơi làm việc. Chắc chị đã từng nghe qua quấy rối tình dục là gì rồi, hoặc cũng có thể chị đã từng bị quấy rối. Chị có thể tự hỏi, làm sao mà mình biết được về chủ đề này nhỉ? Mình đã từng bị quấy rối rồi ư? Trước đó, em tránh nói đến quấy rối tình dục và không biết ai để hỏi. Em thấy xấu hổ, nhưng không có gì phải xấu hổ và chúng ta cần phải ngăn việc quấy rối. Thế thì, quấy rối tình dục tại nơi làm việc là gì? Làm cách nào để nhận biết và nó ảnh hưởng đến ta như thế nào? Quấy rối tình dục bao gồm các hành vi quấy rối về thể chất bằng lời nói và phi lời nói. Nó có thể là những hành động đơn giản như lời đề nghị khiếm nhã, bình phẩm về cơ thể, cử chỉ hay gửi tin nhắn có nội dung về tính dục, hay nghiêm trọng hơn như tấn công tình dục. Một vài người không biết mình đang là nạn nhân của việc quấy rối và bất lực trong việc ngăn cản các hành vi này. Tục ngữ Việt Nam có câu: làm hoa cho người ta hái, làm con gái cho người ta trêu. Đàn ông lợi dụng điều này, còn phụ nữ lại trở thành nạn nhân của việc quấy rối. Đây là một vấn đề nghiêm trọng. Luật pháp nghiêm cấm hành vi quấy rối tình dục. Nhà máy cần có các biện pháp ngăn ngừa quấy rối tình dục thông qua việc đưa ra các nội quy hay quy định. Thực tế, khách hàng cũng yêu cầu nhà máy phải có quy định chống quấy rối tình dục để bảo vệ công nhân. Nhưng nhiều nạn nhân bị quấy rối tình dục không biết nhờ ai giúp đỡ. Họ thường giấu kín việc mình bị quấy rối hay cảm thấy sợ nếu phải trình bày việc mình bị quấy rối. Em cũng cảm thấy xấu hổ và lo sẽ bị mất việc nếu phải trình với các sếp việc mình bị quấy rối. Xấu hổ và lo lắng luôn canh cánh trong lòng đã làm em căng thẳng đến nỗi hết muốn đi làm. Nhưng cuối cùng, em quyết định là mình sẽ không chịu đựng nữa và phải làm gì đó để người khác không lâm vào hoàn cảnh như mình. Trước tiên, em gặp kẻ quấy rối và cho anh ta biết các hành vi của anh ta đã làm em khó chịu. Khi anh ta không chấm dứt ngay, em ghi lại điều gì xảy ra, ở đâu và khi nào. Tiếp đó, em đã trình bày sự việc với tổ trưởng, người mà em tin tưởng, và chị ấy biết phải làm gì. Chị ấy đã báo cáo sự việc cho quản lý nhân sự. Sau đó, tình hình bắt đầu trở nên khá hơn. Do đó, khi bị quấy rối tình dục tại nhà máy, chị không nên im lặng chịu đựng đau khổ, mà phải trình bày ngay sự việc với người có trách nhiệm giải quyết. Họ sẽ lắng nghe và biết cách giúp đỡ chị. Nên thực hiện điều này cho chính bản thân chị và cho những người khác chị nhé.